tiền bỏ vô bóp đi. Cái này tiền của con mà cô. Cho cô đồng ý đi. Vậy của con đâu? Đây nè. Ủa mình sử dụng tiền này đó hả các chị? Trăm bự dữ vậy hả? Quá. Thì mọi người đang cầm trên tay mình những cái tấm lá để hồi nữa đi vô mua đồ ăn nha. Đây nè, tôi đi hồi sáng sớm nè, tôi thủ má tiền quá bóp rồi nè. Cô có tiền chưa? Chưa, cho cô mấy hào đi. Thôi bây giờ con tặng cho cô 1 triệu nha. Cô cảm ơn. Dạ. Vô tổng hồi cô ăn thả da luôn, thích ăn món gì ăn ha. Dạ, vậy thì con phải ra ngân hàng rút thêm. Dạ, con rút về nó đi rút thêm nè. À, tặng cho cô đó 2 tờ rồi, bây giờ chắc thiếu quá, mình ra đây mình lụm thêm trong nha. Cái bóp của mình nè. Tiền trong cái bóp mình nè cả nhà. Nè. Đó. Bây giờ mọi người đang đi lụm tiền nè, lụm tiền để hồi đi vô trong tổng mua nè. Chút xíu nữa là cái công viên này sạch luôn, không còn lá luôn. Chào nha. Chào mọi người, hiện tại mình đang mình ở 30 tháng 4 ở thành phố Tây Ninh. Tây Ninh thì bữa nay nó có sự kiện là hội chợ lá nha cả nhà. Tí xíu nữa là ở bên trong công viên nè, công viên 30 tháng 4 sẽ diễn ra cái hội chợ lá. Bữa nay mình đi từ Sài Gòn mình về đây thì mình đi rất là sớm, mình đi hồi 3:30 mình thức dậy mình đi á, mình lên tới đây là 6 giờ. À, bây giờ mình sẽ đi vô bên trong đó mình tham quan nha. Dùng những cái lá cây để mình thay thế tiền để này là cốc treo nè. Ở đây là có bắp, bắp xào với lại bánh tằm, dừa. Cái món này là mình rất thích luôn nha. À, cà phê nữa. Còn ở bên này cũng có cà phê luôn. Ờ, cà phê. Nói chung là đầy đủ luôn, không thiếu món gì. Dạ. Gió quá bay điện thoại đứt có bay không à. À. Cà phê. Cà phê sữa đá luôn. Cà phê sữa đá. Dạ. Bánh tằm. Rồi bánh bánh ngọt, bánh đằng này nữa đây, đây dạ, còn dạ. Bánh này phiến mãi. Đâu nè. Cái này cà phê là phía mãi cái bánh. À, cà phê là phía mãi cái bánh. Được khuyến mãi cái bánh này luôn hả cô? Bánh này luôn. Dạ. Được cái bánh này luôn. Chút xíu nữa 7 giờ mình mới mở cửa phải không cô? 7 giờ mới mở cửa. Dạ. Nhưng mà trong vòng để... trong vòng nó chắc khoảng cỡ 1 tiếng ha. Xong rồi bắt đầu mới bán. Dạ. Qua đây chạy bán. Dạ. Đây cái bánh này là dạ, dạ, dạ. Mua ly cà phê là phía mãi cái này. Dạ dạ. Rồi cảm ơn cô nha. Tụi mấy cái lá cây này luôn á. Bây giờ mình đi qua bên này. Bánh lăng, chè xoa nước luôn, xoa vị luôn cả nhà. À, này có xoa vị nè, bánh bò. Này bánh lăng hả em? Dạ, chè xoa nước. À, chè xoa nước, bánh lăng có bưởi nữa kìa. Bưởi nữa. Bưởi nữa. Bưởi năm rồi. Vui quá ha. Đó, mọi người đã chuẩn bị hết trơn rồi, tí xíu nữa 7 giờ làm lễ xong rồi lúc đó là mở cửa là mình vô đây mình mua nha cả nhà. Đặc sản của Tây Ninh là bánh tráng, bánh tráng trộn nha. Hả? Bánh tráng trộn với ớt sản Tây Ninh nè, bánh tráng trộn Ngọc Như. Đây, tí xíu nữa mọi người có ăn thì vô đây cầm lá vô đây mua bánh tráng luôn. Ủa nó trộn vậy thôi chứ không có xài hả em? À, tại anh biết sao mình làm tặng á, xài nó sẽ bị chua. À. Như đây em đi kèm theo phần bánh tráng như này rồi tặng anh luôn. Bịch bánh tráng đi kèm với cái bịch rau răm. Rau răm thì trộn với bánh tráng ăn, nếu không ăn để bịch này về chiều mua hộ lộn ăn cũng được. Tắc đúng không? Ra nó dựa lại cái đồ à, có thể tắt sẵn trong này luôn rồi, cảm ơn em. Tí xíu. Hả? Ủa còn sớm quá mà. Dạ không sao, tặng anh tặng cho hết. À tặng trước hả? Trước phần quảng cáo. Thì tặng mình có bịch bánh tráng trước rồi nha mọi người. À, tí xíu người ta phát lá. Em ơi, tặng chanh là có bịch không? Chanh cái bịch. Chưa có hả? Anh mở cái này ra anh bỏ vô chung luôn nha. Lợn kìa. Cây đẹp là thấy là tặng đẹp. Ừ, mình cảm thấy cây đẹp tặng. Mà gái đẹp tặng nhiều hơn nữa đấy không? À. Nói chung là đẹp ai cũng thích thích đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi, cảm ơn em nha. Cô lấy lá không? À, ở đây thì mọi người cũng chuẩn bị sẵn nước uống nè. Sữa, trà sữa. Chào em. Dạ. Đây trà sữa hả em? Dạ đúng rồi. Rồi, chút xíu nữa 7 giờ đúng không? Dạ. Giờ chưa tới giờ ha. Đó, ở đây thì mọi người đã trưng bày sẵn lên hết. Hồi nữa là 7 giờ là mình vô đây mình cầm lá mình mua món gì mình thích. Ở đây đông lắm. Bây giờ mình tranh thủ mình đi một vòng mình quay trước cho người xem nha. Đây có bánh ít luôn nè. Bánh ít nhân dừa hay nhân đậu? Cái này là bánh ít nhân dừa mà bột gạo, còn cái kia là bột mì. Cái dưới mấy cái đồng đó là bột mì. À, bột nghề. Cái này là bánh phu hơi. À. Bên kia là trà sữa với lại đây, khoai mì. À, đặc sản Tây Ninh là có khoai mì, bánh tráng, muối ớt nè cả nhà. Đó. Hai thúng khoai mì luôn. Ngon không bà con, nóng hổi luôn nè. Một khối luôn. Ở vì cái thao này là cái thao muối ớt phải không chị? Đó, muối ớt Tây Ninh đó. À, đỏ tươi luôn. Có bán không? Bán lá đó, bán bằng lá. Cái này chưa có lá. À, chưa có lá thì giờ làm sao? Có bún xào luôn, bún chay. Phải không em? Cái này chay hả? Bún chay hả? À, bún chay. À, chay bánh bò. Đang bày ra chuẩn bị hồi nữa 7 giờ nha cả nhà.
Bánh bò em này quảng cáo là nói bánh bò ăn nhất nách rồi. Bánh bò ngon nhất nách. À, bánh bò nhất. Ăn bánh bò phải uống nước hỗ trợ. Nhất nách. Bao nhà quê Tây Ninh. Ủa, bánh bao tím, bánh bao trắng, còn bữa này bánh gì, bánh bao gì? À, bánh bao hình thú. Hình hình con mèo. À, thay môn. Bánh bò Sóc Trăng. Nó có dừa luôn, nó có dừa, nó có đậu phộng luôn nha. Mè, rắc mè lên. À, cái này bún chay có nước tương ớt sẵn nè. Tí nữa mình sẽ mua cái này mình ăn sáng nha. Ồ, bánh mì chay ớt hả? À, cái này là cái gia vị để hồi kẹp cho trong ba bánh mì đúng không? À, chị này bán bánh mì nè, áo đỏ áo bà ba nha. Hồi nữa nhớ là đi mua nha cả nhà. À, có đậu phộng luôn nè, đậu phộng luộc. Nếu mà lá khô là hồi nữa vòng vòng ở dưới này là hết lá luôn nè, sạch luôn nè. Lá nó rớt dưới này lá khô nè, bây giờ mọi người lụm lại hồi nữa cái chỗ này nó sạch chưa luôn. Chưa bán mà. 7 giờ anh, 7 giờ người ta mới... Thôi bây giờ con tặng cho cô 1 triệu nha. Dạ. Vô chỗ hồi cô ăn thả da luôn, thích ăn món gì ăn ha. Dạ. Vậy thì con phải ra ngân hàng con rút thêm. Dạ con rút giờ nó đi rút thêm nè. Bây giờ mọi người đang đi lụm tiền nè cả nhà. Lụm tiền để hồi đi vô trong cổng mua nè. Chút xíu nữa là cái công viên này sạch luôn, không còn lá luôn nha. Bây giờ mình dùng cái tiền này để mình mua chè chuối nha cả nhà. Ly chè chuối em ơi. Dạ. Gửi tiền em nha. Đây. Ăn luôn, ăn tại chỗ luôn thôi. Lá bự cho bự. Nóng ngon quá. Đến bên này ăn chè. Giờ mình qua bên này. Chè. Chè bà ba. Chè bà ba đây. Chè bà ba. Nấu có đậu xanh, đậu phộng với rong biển nữa. Ngon lắm cả nhà. Giờ mình đi qua bên này mua tiếp bên này nha. Ở đây là cái quầy rau câu. Đúng rồi, đây đi. Nên kiểm tra cái tâm sen, rau câu, nước cam. Em cái này bán sao em? Chưa có bán hả thôi. Ủa chưa bán hả? Ủa sao bên kia anh thấy nó bán hết rồi ta? Dạ hả? Ở đây thì cái quầy chè, chè đậu đen. Mua bằng lá cho nên là mọi người mua bán không kịp luôn á. Đó, trên tay ai cũng cầm nắm lá nè. Nãy giờ bán rồi tự nhiên. Em ơi bán chanh hộp đi em. Hey, mình trang nãy giờ nửa tiếng cũng mua được 2 hũ nha bà con. Rồi bây giờ mình đi ra ngoài mình ăn. Sáng mình chưa ăn sáng. À, mình vô đây mình mua cái món bún xào. Trên tay mình còn cầm sẵn hai cái lá nè. Ăn bún xào xong là mình vô đó mình mua cà phê nha. À, mọi người đổ về thì rất là đông luôn, ngạt luôn cả nhà. Còn ở bên trong này là cái quầy cà phê. Họ có để cái rổ rồi bỏ tiền vô nè. Ở bên này người ta có để cái bếp chiên hoàng thánh tại chỗ luôn nha cả nhà. Đó, chiên tại chỗ luôn, bán không kịp luôn, bán đắt quá. Bán đắt quá ha em. Anh đứng anh xếp hàng nãy giờ 15 phút mà chưa mua được luôn. Dạ mình mới xếp hàng hả em? À, rồi. Dạ. Phải đông quá. Dạ. Đây. Cái này rau câu hả cô? Rau câu hả? Dạ rau câu. Rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Đây. Mình cũng được, mình trang hồi cũng được cái bịch rau câu nha cả nhà. Đây là cái quầy bánh canh. Này bánh canh chay hả anh? Dạ bánh canh chay. À bánh canh chay mình thấy đậu hũ nè, mớp nè, nấm rơm nè. Đang sôi hùng hục luôn, nhìn hấp dẫn ghê không? Hát đông quá, bán không kịp luôn. À, cái tô bánh canh nhìn cũng hấp dẫn lắm nha. Có ngò nè, có hành phi nè. À, đây đậu hũ, mớp, cà rốt, củ cải trắng,
Nói chung là cái này là cái món chay thôi, nhưng mà sáng mình ăn nhẹ món này cũng là rất là ngon. Chỉ cần như đây là no rồi. Như đây là ngon ha, ấm bụng ha. Sáng giờ anh mua được mấy món này? Đi nhìn cơ mà, cái này là món đầu tiên. Chị mua đồ xong rồi còn tiền không chị? Còn. Tặng cho anh Triệu được không? Giờ mua mấy tặng. À, mình hết tiền rồi, mình lao quay mình không có tiền nha mọi người. Thấy chị thì cầm tiền nhiều quá, mình xin hai tờ. Rồi. Rồi, ba tờ. Mà chị mua được cái món gì vậy? Quảng thánh chiên, khoai lang, bánh mì. Rồi thôi, chúc chị vui vẻ nha. Chủ yếu là mình đi mình trang để mình quay nha cả nhà, chứ đông quá, nhiều khi những cái món mình muốn ăn mà mình cầm cái lá mình đứng mình chờ thiệt lâu luôn mà cũng không có tới lượt mình. Mọi người trang lắng rất là đông luôn. À, mình thấy nó cũng vui cho nên là mình tranh thủ mình quay cho mọi người xem. Chứ còn ăn thì chắc có lẽ hồi nữa mình đi ra ngoài mình ăn bánh bò nè cả nhà. Ở bên này có xôi, có chả nữa. Mình đứng xếp hàng mua được món gì chưa? Chưa. Mới xem tới đây rồi, người ta ngưng bán rồi. Ngưng bán hả? Người ta ngưng bán rồi, phải đợi cái gì đó. Ở trong công viên này có mấy cái bóng cây. Mấy em với mọi người mua đồ ăn thì cứ ra theo cái bóng cây. Chỗ nào trống thì mình ngồi mình ăn tại chỗ luôn nha. Em ơi, cho anh ly nước đi, khát nước quá em ơi. Dạ. Rồi, cảm ơn em nha. Rồi, mình chen vô mình cũng mua được ly nước uống hồi sáng giờ khát nước quá. Cà phê ở đâu vậy em? Mua đâu vậy? À, mở cửa chưa? À, bây giờ do nó đông quá, xếp hàng chắc hơi cực. Ở trong này là cái món gì, củ mì gì cơ? Củ mì nướng. À, bên này là cái phay mì nướng nè, bây giờ chưa bán hả chị? Xíu nữa đúng không? À, 7:30, bên kia ta bán gần hết rồi. Thôi, vậy nghỉ bán. Nói rồi. Cái này bán cái gì em? Dạ bán rau câu. Đây. Mình dùng cái lá này mình mua cái hũ rau câu. Cô bánh ít ở đâu bán cô? Ta chưa khai trương mà cô mua được sớm ha. Dạ, tại ta bán mấy người đó. Dạ dạ. Rồi cảm ơn cô. Chị này cũng đang ăn nè. Ăn gì chị? À, cái này kêu bằng cái gì ta? Hoàng Thánh. À, Hoàng Thánh chiên nè. Đây. Đó, mua đây. Đâu mà lẹ vậy? Đây. Ở bên cái này gì, hả? Rồi, cảm ơn nha. Đi vô kiếm món đây. Hoàng Thánh mua ăn ơi. Đây, cái quầy Hoàng Thánh, mọi người nhìn thấy kìa ở phía ngoài. Bà con đang chĩa những cái tờ lá vô trong để mua cái món Hoàng Thánh nha. Đắt quá, bán không kịp luôn. Đó. Con chờ từ sáng tới giờ luôn đó. Thôi cho con hai cái con bé thôi con. Bây giờ mình chen vô mình mua một bịch củ mì. Cho em phần đi chị. Hai hộp. Nè cho em phần đi. Thôi cho tôi ra cái đi. mua rồi ra để đứng đây hồi bị đòn quá. Ai ra nha, chị ra nha. Rất là cực khổ mới mua được hai hộp phay mì nè bà con. Chị đẹp cũng chen bên đây nè. À, mọi người thấy không, mình chen vô trống á, chen vô đó rất là cực khổ luôn. Mình mới mua được hai ấy phay mì nè. Ăn không em? Mua. Em mua rồi. À, em mua nhiều quá vậy. Cà phê uống. Ủa có bánh tằm trong này nữa nè. Bánh xào. Ăn được hộp bánh tằm đi cấp cứu rồi. Hết tiền. Đừng có kêu đãi. Chè nè bà con ơi. Hết rồi. Bánh vuông bánh tròn gì cũng hết thấy đường vô rồi nè. Đông quá mọi người ơi, không thể nào chen chân lên được.
Đó, trên tay họ đang cầm những cái chiếc lá họ đưa vô để mà mua những cái bánh con này. Rồi, cảm ơn em nha. Rồi, mình đứng trên này mình giơ tay xin ưu tiên được 3 cái nha mọi người. Bây giờ mình đi ra ngoài nha. Chèn lấn rất là cực luôn mới được nha. À, mình 3 cái là mình may mắn lắm rồi đó. Chứ còn mấy bên ngoài này là mọi người người ta đang chen nhau nè, người ta mua một cái cũng còn khó khăn nữa nha. Bây giờ mình đi qua bên này mình mua cái kem nha. Kem ở đây thì mình thấy mọi người người ta mua rất nhiều luôn. Mình lại cũng thích ăn kem nữa. Anh con kem bé đây. Anh muốn xỉu rồi, kiếm cái kem ăn không có luôn. Còn không? Rồi, ăn hết rồi. Trời ơi, tội nghiệp quá. Chen mua kem mà không có rồi, khóc luôn nè. Rồi. Chú qua đó chú ơi, chú khóc như con luôn nha. Ừ, chú qua đây chú khóc luôn đi. Chú qua đó chú đứng chú khóc luôn nè, chú được cái kem. Khóc là đừng mua bạn ơi. Đấy. Đây đây đây. À, mọi người ta đang chen nhau để mua kem nè cả nhà. Giật nữa là đi về liền. Wow, đang mua cho nó ăn mì chay. Đây đây. Đâu bé đâu. Con bỏ tiền lương hồng cho chú đây. Anh phụ cho. Đây là cái quầy chè mà hết chè là mà người ta còn quá trời luôn bà con. Này nè, cái đá chỗ đây gần đây nè. Chỗ đó hết đâu rồi. Chỗ này bán được cái mà chỗ trời bán. À, cái chỗ mà có mình vô cái là trà. Không cho nó nước xanh vòng tròn á. Đây là trà Tam Lan, trà Tam Lan dẫn canh. Nhiều người bạn bè khi mà tham gia thì còn nói là cái này rất là mang lại ý nghĩa. À, cái truyền thống của Tây Ninh. À, thì mang một cái tinh thần là truyền thống rất là vui nên mình đến là hạnh phúc khi dám tham gia. Xin được cảm ơn tất cả các chị và các cô đã đến tham gia phiên chợ lá 2023 của thành phố Tây Ninh. Chúc tất cả các chị các cô luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Rồi. Chỗ này bán bánh tráng trộn. À, bánh tráng trộn mọi người với nhau vô để mà mua những cái hộp bánh tráng trộn, không thấy cầm lá nữa. Bán không kịp luôn. Quá trời đất. Hay quá là ốp cái nào nó lại luôn, cho luôn á. Dặn qua ốp lại luôn đi, chạy cho luôn. Bánh tráng đắt quá bà con ơi. Bán không kịp luôn. Hết luôn rồi, hết chén luôn rồi. Bánh tráng lắm, yên tâm. Em lấy đi em. Cho trốn. Bánh tráng lắm. Có bánh mì luôn nha bà chị con. Chị ơi cho em phần với chị. Dạ, đây ba phần với chị. Rồi ra chờ chờ. Mình biết hội chợ lá này thì tổ chức thì mọi người tham gia rất là sớm. Cho nên là hồi sáng mình đi sớm lắm. Sáng là ở nhà mình đi là 3 giờ rưỡi mình dậy mình đi rồi. Và bây giờ ở đây là 8 giờ. Những gian hàng ở đây thì có chỗ thì cũng đã bán xong rồi. Còn có chỗ thì cũng còn nha cả nhà. Nhưng mà mọi người đông quá. Không thể nào chen vô trong. Mình đi qua cái quầy ở bên này. Cái quầy bên này bán cái gì mà giờ ở đây cũng còn đông. Mọi người cũng đang tập hợp ở đây. Để chúng tôi cùng hưởng ứng tham gia và biết đặc trưng riêng của Tây Ninh chúng ta. Tại sáng giờ mình đi vô trọng mình cũng có mua được vài món, nhưng mà như là mình mua được hai món á, một cái món củ mì, phai mì với lại một ly trà đá. Mình đi hồi sáng sớm lận, họ chợ được ở cửa hồi lúc 7 giờ, bây giờ 8 giờ rồi thì giờ mình ra xe mình đi về. Bữa nay ngoài cái tuyến đường 30 tháng 4, dòng xe 30 tháng 4 dài ngoài này luôn, bây giờ người ta đang đổ ra ngoài, kẹt cứng luôn. Bây giờ mình tranh thủ mình ra ngoài. Mình cũng xin tạm dừng video tại đây nha. Mọi người xem thấy vui nhớ đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ cho mình nha. Bye bye.